Hồi Đại Phú giới thiệu một một cái mẫu thùng lo Array dạng 2.1 ha, có nhiều cái ưu điểm vượt trội và nổi bật ha, tích hợp nhiều cái tính năng đột phá mới ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các anh em xem và cái dạng mẫu thùng lo mới này rất nhiều cái điểm đặc biệt và ấn tượng ha. Đây khối trung tâm ha, khối subbass 4 tấc. Rồi cái kèm dàn led ha, ở trên là hai khối vệ tinh. Mỗi khối vệ tinh là bao gồm một cái hệ thống lo, nghe chưa? Rồi thì như vậy là mình sẽ đối với cái dạng array á, loại 2.1 này nó có nhiều cách sắp xếp. Đây là một cái dạng sắp xếp ha, một cái dạng sắp xếp mà mình trồng hai khối vệ tinh lên nhau. Thì cái này một dạng là mình đỡ chơi ngoài trời mà không gian tương đối thôi. Rồi còn dạng nữa là mình sẽ dùng thanh chống. Rồi mình chống hai khối vệ tinh lên, đây thanh chống đây. Rồi mình chống đẩy hai khối vệ tinh lên. Thì với cái dạng đó thì mình đang sử dụng cho khoảng không gian ngoài trời rộng, mình đẩy cái âm thanh nó đi xa ha. Rồi một dạng tiếp theo nữa, dạng thứ ba là mình mang hai khối vệ tinh này mình đặt trên hai thanh ba chia này. Thì đối với cái cách sắp xếp đó thì mình thông thường mình đỡ trong nhà nha. Đặt hai khối vệ tinh đây, một khối hai khối đặt hai bên ha. Rồi thì đối với cái mẫu thùng lo này nó có nhiều cái ưu điểm vượt trội thôi. Đây mình sẽ liệt kê ra. Thứ nhất là nó có thể dùng để livestream được ha. Thứ hai là nó sử dụng cùng lúc 4 thanh micro ha, cùng lúc 4 thanh micro. Nó cho phép mình ca 4 thành viên ca cùng lúc luôn, ca 4 thành viên ca cùng lúc ha. Thì ca là reverb, ca reverb ha. Reverb cái này là rất là đặc biệt, nó là sử dụng chip chuyên xử lý cho reverb. Tiếng tuyệt vời luôn, y chang như phòng thu luôn ha. Rồi nó đồng thời nó có xử lý chống hú. Chống hú đây là hiệu quả cao ha. Đứng ca gần lo luôn, ca sát lo luôn ha. Ok, đó là phần chống hú. Ngoài ra nó có tích hợp EQ layer, nó cho phép mình chỉnh sắc nét các dãy tầng luôn ha. Lo kéo mà tích hợp EQ layer là cho phép mình chỉnh y như một phần cao cơ chuyên nghiệp luôn ha, chỉnh cực kỳ sắc nét luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái độ sắc nét của thùng lo ha. Thiết kế tuyệt vời, đẳng cấp. Đây là những cái bát để mình kết nối chắc chắn luôn ha. Đó, bát mình kết nối giữa khối trung tâm, giữa khối vệ tinh và hai khối vệ tinh với nhau. Đây. Rồi còn cái bát đằng sau này á, đỡ mình đặt cái khối vệ tinh lên trên này để làm chi, mình di chuyển cho nó thuận tiện dễ dàng. Mình cất giữ cho nó gọn ha, cất giữ cho nó gọn. Đây, để nắm đây. Thì đối với cái dạng thùng lo kéo này nó cho phép mình vừa sử dụng bình ắc quy và sử dụng điện 220. Bình ắc quy đặt ở đây. Dung lượng là 20Ah, 20Ah ha. Đây. Rồi đây là cái main bo chính của cái ba mạch này. Đó. Đây là phần reverb delay echo này ha. Chỉnh reverb chuyên nghiệp luôn ha. Đó, thì trong video phần sau á mình sẽ test cái tiếng reverb cho các anh em xem tiếng reverb nó chuyên nghiệp đến mức độ nào ha. Đây sử dụng 4 tai micro cùng lúc này. Đây là cái phần chỉnh EQ laser này, cho phép mình chỉnh sắc nét từng dãy tầng luôn ha. Đó, hai cần chỉnh subbass này, cần chỉnh lo trung này, hai cần test này, ok chưa? Rồi này, cái khối phát livestream này, khối phát trực tiếp livestream này ha. Bluetooth đời mới ha, Bluetooth đời mới 6.0 có chức năng Turbo TFS và nó có nhiều cái ứng dụng nữa ha, đây nó có nhiều cái ứng dụng mới rất hay. Rồi ngoài ra nó có thêm găng tay, nó cho phép mình khi mình ra mà không gian lớn á, thì cho phép mình bắt xa hơn. Đây là rất quan trọng ha, rất quan trọng. Rồi đây là hai tay găng tay micro, thì nó cũng cho phép mình khi mình ra khoảng không gian ngồi xa thì cho phép mình bắt tốt hơn. Này cũng là một vấn đề ha, đó, bắt xa hơn, bắt tốt hơn. Rồi ngoài ra đối với thùng lo này cho phép mình lắp thêm màn hình Android đây. Lắp thêm màn hình Android. Nó có công tắc và nguồn nè, nó cho phép mình. Đây, còn này phần led nè. Led là phần hai cái led vòng, một cái led vòng với hai led trên á, mình bật tắt cho đây. Rồi đây công tắc tổng ha. Rồi thì đối với thùng lo này á, nó cho
phép mình sử dụng bình và điện ắc quy, bình và điện 220. Khi ở nhà mình sử dụng điện 220, cắm vào đây điện 220 và để sạc bình luôn ha. Đó, khi mà mình muốn sử dụng ngoài trời thì mình chỉ việc sử dụng bình thôi. Đó, ok chưa? Rồi, đây là chi tiết và cái phần công suất ha. Đây, hai dây. Đây, mình sẽ cắm từ cái khối trung tâm lên cái khối cỏ tinh. Ok chưa? Rồi, dưới là 4 bánh xe ha. Rồi, mình chi tiết qua về cái phần bóng tay micro. Bóng tay micro ở đây đang sử dụng bóng tay micro loại xịn ha. À, dùng pin 18650 nè ha. Đây. À, mình cắm sạc bên trong luôn. Ok chưa? Hấp dẫn chưa? Loại mic này có chống hú. Mic này có chống hú. Đầu thu tốt ha. Cắm sạc rồi, cho phép mình sử dụng cái jack điện thoại đó, mình cắm sạc. Ok. Thì mình bây giờ mình sẽ chuyển qua phần test cái âm thanh cho các anh em xem thử nó đánh hay đến mức độ nào, có như mình giới thiệu không?